Trong này chật quá, phải tìm chỗ rộng rãi hơn mới được. Ta là người mạnh nhất. Cậu thấy tớ có sức khỏe vô địch không? Cậu chỉ giỏi hoành hoang, bắt nạt kẻ yếu như tớ thôi. Cậu cứ chờ đấy. Cậu cứ hoành hoang đi, tớ sẽ dạy cho cậu một bài học. À, có cách rồi. Lu ơi, Lu ơi, ngoài kia có một kẻ muốn thách đố với cậu đấy. Kẻ nào dám thách đố với tớ vậy? Kẻ đó đang đợi cậu ngoài kia. Nhanh lên, cậu đi theo tớ. Nhanh lên. Đâu? Kẻ nào? Kẻ thách đố với cậu đang ở dưới chân cậu đây này. Cậu nhìn
Đau quá. Đau quá. Thế nào, cậu có muốn thách đấu nữa không? Ôi, thôi thôi, tớ sợ lắm rồi. Chỉ cần cậu không hùng hổ, bắt nạt mọi người, thì cả dưới sông kia cũng không đuổi theo cậu nữa. Hả? Thật không? Bun ơi, bạn ấy cười với tớ kìa. Thật không thể tin nổi. Tặng bạn này. Cậu cứ vui vẻ, hòa thuận với mọi người, cậu sẽ nhận được rất nhiều nụ cười đấy. Chào cậu, cậu mà cũng đòi đi câu cơ à? Chào cậu, mình cũng đang định tập câu thôi. Mà cậu đã biết giật cá chưa đây? Mới tập câu cá như cậu thì phải biết giật cá đã. Ôi thế à? Nhìn tớ đây này. Cậu giật siêu thật đấy. Để rồi xem ai câu được nhiều cá hơn. Bun ơi, từ sáng đến giờ cậu đã câu được con cá nào chưa? Hả? Tớ câu được khối rồi đây này.
Ê. Thế mới gọi là tài đi câu chứ. Yến nào. Được bữa ra trò đây. Bắt lấy chúng nó. Ừ.
Hello Bun, cậu định học chơi bowling đấy à? Hả? Chào Lu, tớ cũng định chơi vài set cho khỏe người mà. Trông cậu yếu xì như vậy, liệu có ôm nổi quả bóng không? Chứ đừng nói gì là ném nữa. Tớ sẽ cố gắng mà. Nhưng mà ném bowling cũng cần có sự khéo léo cậu nhỉ? Chứ không à? Cậu cứ thử nhìn tớ mà xem, vừa khỏe mạnh lại vừa khéo léo. Trông cậu khéo quá nhỉ. Cậu cứ đợi đấy, xem ai ném giỏi hơn ai. Yeah!
Người nhìn thấy trước cậu. Nhưng tớ chạy đến trước mà. Không được, cậu phải ra chỗ khác. Chỗ này là của tớ. Ôi, tránh ra chỗ khác. Nóng quá. Thế nhé, thế. Được, được. Đánh nhau.
Chạy này. Đánh đi. Chết này. Cậu không chạy à? Đứng lại. Cậu đứng lại không? Chết này. Đánh nhau đi. Đánh nhau này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.